Nấm lim xanh là một trong những loại thảo dược rất là quý, có giá trị cao bởi nấm lim xanh có rất là nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên thì các chuyên gia cũng khuyến cáo nếu không biết cách sử dụng nấm lim xanh thì cũng có thể gây ngộ độc. Vậy thực chất độc tố trong nấm lim xanh là do đâu? Dùng nấm lim xanh có gây ngộ độc hay không? Một số bạn vẫn nhầm tưởng là nấm lim xanh có độc nếu sử dụng trong một thời gian dài. Thực tế thì nấm lim xanh không hề có độc. Độc tính mà một số bài viết vẫn đề cập đến là một lượng độc tố nhỏ từ phần gỗ lim bám vào chân cây nấm lim xanh. Khi chế biến thì người ta thường là cạo hết những cái gỗ lim bám lên chân nấm. Cách làm này thì sẽ loại bỏ hoàn toàn độc tính từ gỗ lim. Nấm lim xanh mang lại rất là nhiều lợi ích cho sức khỏe như là tăng cường sức đề kháng, tăng cường chức năng gan, hỗ trợ điều trị bệnh xơ gan, viêm gan B, ung thư gan. Gần đây các nhà khoa học đã nhận thấy sử dụng nấm lim xanh đều đặn hàng ngày thì sẽ giúp tăng cường sức khỏe, kéo dài tuổi thọ và phòng ngừa bệnh tật. Nếu so sánh với giá bán thì có thể nói hiện nay giá bán nấm lim xanh gần như là cao nhất trong tất cả các loại nấm. Song giá trị của nó đối với sức khỏe thì của nấm lim xanh thì không có một loại nấm nào có thể sánh kịp. Nhưng không phải vì lý do đó mà chúng ta không thể mua được nấm lim xanh với giá rẻ. Nếu các bạn biết chọn thời cơ để mua nấm thì hoàn toàn có thể mua được nấm lim xanh với chất lượng rất là tốt và giá lại phải chăng. Ví dụ như là vào thời gian đầu mùa xuân, khi những cây nấm lim xanh bắt đầu phát triển mạnh mẽ nhất ở trong những khu rừng lim ở nước ta. Thời điểm này thì nguồn nấm lim xanh rất là dồi dào, lại có chất lượng tốt. Nếu các bạn đặt mua trong thời gian này thì sẽ mua được nấm lim xanh với chất lượng tốt và giá bán khá rẻ so với thời gian khác trong năm. Hiện nay thì tại Thảo Dược Đức Thịnh đang có cung cấp nấm lim xanh rừng Quảng Nam. Các bạn có thể liên hệ các chi nhánh của Thảo Dược Đức Thịnh trên toàn quốc hoặc gọi số hotline để nhân viên chúng tôi tư vấn kỹ hơn.